Yeah, một năm bán hàng trên TikTok Shop nhưng mà hôm nay mình thật sự bất ngờ khi con sản phẩm này mới chỉ đăng trên sàn thôi trong vòng 2 ngày mà anh em đã chốt 20 cái với mức giá của nó là 6 triệu trên một cái con đồng hồ này. Một mức giá không hề rẻ đúng không? Nhưng mà điều gì làm anh em quyết định nhanh đến như vậy? Thì hôm nay mình cùng anh em xem chi tiết chiếc đồng hồ này nha. Ok, let's go. Lớn nhất của con đồng hồ này nó đập vào mắt mình đó là cái thiết kế nhìn nó rất là hút anh em ạ. Mang lên tay thì nó vô cùng là lịch sự và sang trọng luôn, rất là quý phái. Thông tin nhanh với anh em, size của nó là size 45, độ dày là 14mm. Cái độ dày này sẽ không thích hợp với những anh em mà theo cái trường phái thích neo những chiếc đồng hồ mặt mỏng. Cái ấn tượng tiếp theo là những cái vì sao ở bên trong mặt đồng hồ nó luôn luôn xoay và luôn luôn chuyển động. Nó có dạ quang rất là sáng, nhìn rất là hút cái chỗ đó luôn anh em. Dây của nó được trang bị là dây da cá sấu và khóa thông minh. Mình rất thích khóa thông minh như thế này, nó giúp chiếc đồng hồ mình không bị rớt khi đeo nè. An toàn cho chiếc đồng hồ và bộ máy của chiếc đồng hồ, không làm vỡ kính của chiếc đồng hồ này. Trang bị cái khóa thông minh này rất là hợp lý luôn. Với chế độ bảo hành máy là 5 năm, đây là Hanwoo chính hãng. Mức độ chống nước lên đến 5 ATM, mình nghĩ hãng trang bị quá dư cho anh em luôn rồi. Máy của con đồng hồ được sử dụng máy nhặt là máy cơ nha. Mặt kính là mặt kính khoáng, vòm cong. Cái ấn tượng tiếp theo là cái thiết kế xung quanh của cái bộ khung được ốp kính luôn, là anh em có thể nhìn thấy được cái bộ máy bên trong của con đồng hồ này luôn. Đây là Hanwoo thiên thể, lấy ý tưởng thiết kế từ các vì sao ở ngoài vũ trụ.